Tại đây, Trương Tuấn Đức, quý Phật tử đã rước đuốc, ôn lại sự nghiệp và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc về Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngợi ca và tri ân sự đản sinh cao quý của Ngài. Đây là dịp thể hiện tinh thần của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, truyền bá Phật Pháp, nổi bật là việc đưa Phật Pháp vào đời, đồng hành cùng dân tộc. Em cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng và tự hào rằng mình cũng là một người con Việt. Đối với những người trẻ như bọn em thì có đôi lúc là cũng không học hiểu được lịch sử nhiều. Thế nhưng mà thông qua chương trình ngày hôm nay thì em cũng cảm thấy là mình hiểu hơn được vị về Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và từ đó thì cũng nảy sinh được cái sự kính quý vị vua Phật này. Và trong lòng em thì cũng chào dâng là mình sẽ cố gắng làm sao để tìm hiểu Phật Pháp. Cũng tìm hiểu về con đường mà vị vua này đã đi theo và cố gắng làm sao để trau dồi cái nhân cách cũng như là đạo đức của mình. Sau đại lễ khai mạc vào tối ngày 22 tháng 12, trong ngày 23 tháng 12, chùa Ba Vàng còn tổ chức các hoạt động nổi bật như lễ dâng vật phẩm cúng dường Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rước xe hoa kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh,